Vâng, hiện tại Thiên Định đang có mặt tại khu chung cư Sapphire 2. Hôm nay trời nắng, hứng nắng rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Hôm nay trời hứng nắng rất là đẹp. Mấy hôm nay trời âm u, hôm nay mới thấy trời đẹp. Thiên Định đang đi một vòng quay lại không gian cảnh quan cho quý anh chị xem. Những ngày đầu tuần thì hầu như mọi người đến dự án ít hơn. Những ngày trong tuần như cuối tuần ấy, thứ bảy chủ nhật thì là lúc nào cũng đông. Hôm nay đang là Thiên Định nhớ là thứ ba. Bên tay phải chính là tòa S207. Hiện tại thì tất cả các xe mà để trên lòng đường mà không để ở những cái lót để xe thì bị bộ phận an ninh bên chủ đầu tư khóa hết của chính chị nha. Bây giờ là không 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 để xe xuống hầm là khóa hết. Đây là ngã tư để đi sang khu Sapphire 1. Đây đây là nhà để xe 5 tầng tại khu Sapphire 1 đây. Đấy, có những chị nhìn đấy ạ. Bây giờ đường đã vắng xe hơn tại vì là chủ đầu tư khóa hết. Bộ phận an ninh ai mà để xe trên đường là khóa hết. Bắt xuống lập biên bản, ký cam kết thì mới được lấy xe. Chính vì vậy mà bây giờ là xe cổ để trên đường này là ít, không có luôn. Bên trái là tòa S101, bên phải là tòa S109, à S209. Bên phải ở đây chính là tòa S211. Để chúng ta đi thẳng ra là Bồng Binh S212. Thế định sẽ quay lại để đi vào khu Sapphire 1. Quay cho anh chị xem nha. Dạo này cái khu thấp tầng, các cái khu thấp tầng thì giao dịch cũng nhanh hơn và nhiều hơn. Thị trường bất động sản Vinhome Ocean Park thì Thiên Định đánh giá là khá là sôi động. Thời điểm vừa rồi là các khu đặc biệt là khu Hải Âu giao dịch rất là nhiều. Trái của chúng ta có ngân hàng BIDV rồi, ngân hàng Techcombank rồi, đúng không ạ? Ở Vinhome Ocean Park hiện tại là rất nhiều ngân hàng đã vào hoạt động rồi, như MB, BIDV, Techcombank, Tiền Phong Bank. À, bên tay trái đây là tòa S108. Những cái shop chân đế đã vào và kinh doanh rất là sầm uất rồi của anh chị nha. Hiện tại thì đến thời điểm này là Thiên Định không chuyển nhượng, chưa chuyển nhượng cái dòng cao cao tầng như chung cư anh chị nhé, mà Thiên Định chỉ dòng tập trung bán hàng thấp tầng, các cái căn biệt thự tại các phân khu thấp tầng như Hải Âu, Ngọc Trai, Sao Biển, San Hô. Nếu có chính chị nào chúng ta có nhu cầu mua bán chuyển nhượng ký gửi của anh chị nhé, các cái căn biệt thự tại các phân khu thấp tầng thì hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550. Còn hiện tại thì cao tầng thì bên công ty của Thiên Định chưa phân phối, mà kiểu như là nếu như có cô chú anh chị ta nào ký gửi thì Thiên Định cũng là chia sẻ, nếu như gặp khách thì sẽ chia sẻ và giới thiệu cơ bản thôi, chứ còn bộ Thiên Định là công ty vẫn chưa tập trung về cái dòng thấp dòng cao tầng. Những video trước thì Thiên Định cũng tranh thủ quay những cái tiện ích tại các phân khu đúng không ạ? Nhưng mà thời tiết thì nó không được đẹp. Hôm nay thì thời tiết nắng ấm,
video quay nó sáng nó đẹp hơn. Thiên Định cũng tranh thủ luôn, vừa mới dẫn khách xong, tí nữa Thiên Định lại cũng có khách xuống dự án. Đây chính là trục đường 52m đại lộ trục chính tại Vinomotion Park. Trước mặt của anh chị chúng ta là khu vực sàn câu tại Hồ Ngọc Trai. Hai dọc đường 52 này chính là những cái căn shop house Ngọc Trai 6 và Ngọc Trai 8. Hiện tại đến thời điểm này thì cũng có khá nhiều căn đang thi công của chị, đặc biệt là khu sau biển là cái khu mà Thiên Định đánh giá là nhiều căn vào thi công nhất. Đây chúng ta sẽ phải đi vào đi con đường ven hồ tại khu sau biển. Nếu chúng ta đi thẳng sẽ ra sau biển 01 nên Thiên Định sẽ rẽ phải ở đây. Ở đây chính là dọc trục những cái căn biệt thự đơn lập view hồ tại khu sau biển. Những cái con đường mà những cái con đường ven hồ như này, những cái căn biệt thự mà view được hồ hiện tại giá của nó đang tăng rất là cao rồi quý anh chị ạ. Đơn lập của nó rơi lên tầm khoảng 38, 39, 40, 45 tỷ. Có những căn Hải Âu 01 đã lên đến 50, 55 tỷ đúng không ạ? Hiện tại thì số lượng khách hàng và những người khách hàng họ tìm đến những cái căn view hồ như này rất là nhiều và số lượng của nó rất là ít. Chính vì vậy mà giá nó tăng rất là mạnh. Thời gian tới là bên phía chủ đầu tư sẽ triển khai một số dự án mới như là dự án Vinhome Dream City Hưng Yên, Vinhome Cổ Loa, đúng không ạ? Vinhome Đan Phượng là ba dự án mà tương lai trong năm nay và khả năng nếu như chậm thì phải sang năm sau, đầu năm sau thì chủ đầu tư sẽ triển khai mở bán. Thì nếu có chính chị nào chúng ta ai mà có nhu cầu quan tâm đầu tư đợt 1, đợt đầu tiên từ khi mới làm móng, đúng không ạ? Thì hãy liên hệ với Thiên Định qua số điện thoại Thiên Định sẽ để trên màn hình. Những cái thông tin mà cô chú chị chúng ta có nhu cầu mà quan tâm ấy, giống như có bạn vẽ tỷ lệ 1/500 hoặc là có những cái gì đấy nó liên quan đấy, có thể lựa chọn số lô, số căn, đặt cọc thiện chí hay như nào đấy, thì Thiên Định sẽ thông báo ngay cho cô chị để cô chú chị chúng ta có thể lựa chọn được cho mình những cái căn biệt thự phù hợp nhất, vị trí đẹp nhất và lựa chọn thời điểm ban đầu để chúng ta có cơ hội đầu tư được đợt 1. Cô chú anh chị chúng ta ai mà đã đầu tư những cái dự án mà của tập đoàn Vingroup thì hầu như mọi người đều biết được rằng nếu chúng ta mua được những cái sản phẩm, những cái căn biệt thự vị trí đẹp ngay thời điểm ban đầu thì chắc chắn sẽ có lời, chỉ là lời ít hay lời nhiều, nhanh hay chậm thôi, còn chắc chắn là đã mua được là chắc chắn là cái tỷ lệ đầu tư và phần thắng nó rất là cao. Và có những căn còn siêu lợi nhuận đấy, thì tầm khoảng chênh đến 1-2 tỷ trong vòng chỉ tầm 1 tuần cũng có. Nhưng cô chú anh chị chúng ta phải nắm bắt được cái thời cơ chúng ta mua thời điểm ban đầu thì chắc chắn là cô chú anh chị chúng ta sẽ thắng lợi đấy. Thì Thiên Định thì luôn luôn có những cái đầu để mà có thể lấy hàng được, cũng như là giúp cô chú anh chị chúng ta lựa chọn được những cái căn thời điểm ban đầu đấy. Thì chỉ cần cô chú anh chị chúng ta có nhu cầu thôi thì Thiên Định sẽ cố gắng xử lý để chúng ta có thể là cùng nhau đi đường dài, cùng nhau đầu tư và tư vấn cũng như là chia sẻ và lấy căn giúp của chú anh chị. Đối với những cái dự án của Vingroup thì của chú anh chị chúng ta thấy được là hầu như là từ cái thời điểm mở bán mà từ cái thời điểm làm móng ấy, nếu như mà bán thì nếu như mà những cái dự án mà hot như cái ngày trước Thiên Định có bán cái dự án Vinhome Green Bay, đúng không ạ? Vinhome Green Bay ở trên Mỹ Trì ấy, đúng không ạ? Bán chỉ trong vòng 2 tháng thôi. Nếu như mà tính mà để cái khoảng thời gian mà mở bán mà nhanh ấy, chắc thì chỉ cầm khoảng 3 tuần thôi.
còn bắt đầu chuẩn bị rồi bao nhiêu, nhưng mà ra phát là hết. Còn bán chênh bán chẹo bán rất là nhiều luôn, rất là nhanh luôn. Đấy, mà giá rất là cao quý anh chị nhá. Quý anh chị chúng ta biết Green Bay mề chỉ là giá rất là cao, nhưng mà trong vòng tầm khoảng 1 2 tháng sau thôi là giá của nó đã chênh được tiền từ 2 đến 3 tỷ. Và đến thời điểm này có những căn đã chênh đến gấp đôi. Đúng không ạ? Có những căn lên đến chênh cả 2 3 chục tỷ cũng có. Đấy. Cũng giống như Vinhome Ocean Park, nếu quý anh chị chúng ta lựa chọn được cho mình những cái căn mà view hồ, view biển, vị trí shop house góc đẹp, bây giờ đã lên x đôi hết rồi, đúng không ạ? Tăng cả 100% luôn. Đấy. Giá gọi là cái giá mà chủ đầu tư đưa ra nó khá là hợp lý cho thời điểm ban đầu để có những chúng ta có cơ hội đầu tư và lướt sóng. Nếu ai có tài chính thì chúng ta đầu tư dài hạn một xíu, đúng không ạ? 5-7 tháng. Còn chúng ta mà chỉ là lướt thôi thì chúng ta chỉ cần đặt cọc 30% thôi. Đúng không ạ? À, đặt cọc 3-500 triệu vào 10% là chỉ vào 30%. Đúng không? Theo tiến độ là cứ vào tầm 10, 15, 20% và sau đó ngân hàng sẽ giải ngân và chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cho vay 70% trong vòng ít nhất là cái thời điểm ngân hạn ở gốc, mới rơi tầm khoảng 1 năm, đúng không ạ? Đấy, thì cơ hội đầu tư nó rất là rõ ràng và cô chú anh chị chúng ta chỉ phải bỏ vào 30% để có thể sở hữu cho mình một cái căn biệt thự, một căn shop house chúng ta đầu tư. Ở đây là cái khu vực nhà để xe 5 tầng tại khu Hải Âu. Bây giờ cô chú anh chị chúng ta có thấy có thoáng không ạ? Đây, bên trái là nhà để xe 5 tầng. Rất là thoáng luôn.